Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Chan đọc truyện ngôn tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe tiếp tập 13 bộ truyện Xin dâng cá muối cho sư tổ của tác giả Phùng Hoa qua sự diễn đọc của Chan. Các bạn đừng quên để lại bình luận cảm xúc khi nghe chuyện, like và share video để giúp kênh tăng thêm lượt tương tác, cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những tập truyện mới mỗi ngày. Donate cho Chan qua những hình thức mà Chan đã ghi ở bên trên này. Thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 62 Hít. Liêu Đình Nhạn nhận ra mình được tỏ tình lúc nào không hay. Nói cái gì mà nàng như vậy nên ta cũng như vậy. Rõ ràng là phải nói ngược lại mới đúng chứ. Chắc ý hắn là vì ta như vậy thế nên nàng cũng như vậy. Đúng là ông lớn đầy tự tin mà. Có cái là bạn trai nhà người ta nói mấy lời yêu thương, lúc nào cũng phải tình cảm thấm thiết một chút. Còn hắn thì không, hắn cứ nói đại như vậy đấy, thái độ rất không chính chắn. Hơn nữa nói xong cũng không đợi cô phản ứng đã bỏ tay cô ra, bước thẳng tới xem mấy món đồ cô mới lấy ra. Người bạn là con trai duy nhất của tôi, không cho tôi chút thời gian trả lời lại luôn sao? Tuy cô vẫn chưa nghĩ ra là nên nói gì, nhưng cũng không thể tức đoạt cả cơ hội mở miệng của cô như vậy chứ. Tư Mã Tiêu gõ gõ lên mặt kính Livestream, kích hoạt thứ linh khí đã hơn 10 năm chưa được mở lại. Chất lượng sản phẩm cũng còn ổn lắm, nhanh chóng đã được bật lên, còn hiện ra màn hình. Tiền cảnh non xanh nước biếc, một đám động vật bạch tạng đang uống nước bên bờ hồ xanh biếc. Liêu Đình Nhạn lập tức thấy hứng thú, đi tới xem cùng. Tư Mã Tiêu đưa kính cho cô. Lúc trước là làm cho nàng đấy, nàng gọi nó là gương phát sóng trực tiếp gì đó. Liêu Đình Nhạn nghĩ thầm lúc trước mình sống cũng sung sướng quá đó chứ, tới livestream cũng có luôn. Cô nhìn một lúc, vô tình lướt chúng, ống kính liền chuyển cảnh. Màn hình bỗng dưng biến thành một mảnh đất khô cằn. Những cây cọc dài cắm trên đất đai cháy rụi, trên mỗi cái cọc được cắm đại diện trên đất đều có treo hai cái đầu lâu. Đầu người bị gió thổi mưa dầm nắng phơi, lộ rõ tà khí quỷ dị. Cảnh tượng nghĩa địa đột nhiên xuất hiện khác biệt quá lớn với hình ảnh tiên cảnh ban nãy. Liêu Đình Nhạn suýt nữa thì vứt kính đi. Tư Mã Tiêu đưa tay trượt nhẹ, bình thản đổi sang cảnh khác, nói qua loa. Mấy nơi lúc trước chọn bây giờ bị tiêu hủy không ít rồi, chả có gì để xem cả. Lần tới đổi cho nàng mấy cảnh khác. Cảnh tiếp theo là một đống hoang tàn của đình đài lầu các bị phá hủy, cỏ dại mọc đầy. Chỉ có thể nhìn thấy được sự hùng vĩ trước kia của nơi này qua một số mảnh vỡ bích họa tinh tế và quy mô to lớn thấy rõ. Tư Mã Tiêu liếc nhìn. À, hình như là một nơi nào đó ở canh thần tiên phủ bị phá hủy thành thế này rồi. Liêu Đình Nhạn nhớ tới mấy tin tức mình nghe được ngoài chợ. Tiền thân của tên ma chủ Tư Mã Tiêu này là sư tổ Từ Tạng đạo quân của đệ nhất tiên phủ tu chân giới. Mọi người đều nói do hắn tu luyện không tới cho nên đã nhập ma. Vì vậy tính tình thay đổi hoàn toàn, đổ sát không ít các tu sĩ của canh thần tiên phủ, còn tiêu hủy linh mạch dưới lòng đất của canh thần tiên phủ, biến một tiên cảnh nhân gian linh khí giạt rào thành một chốn hoang tàn cằn cỗi, một cọng cỏ cũng không mọc nổi. Nghe nói trước đây trung tâm của canh thần tiên phủ rộng trăm dặm, bây giờ thì không ai dám đi tới nửa bước. Còn tiên phủ lớn mạnh kia nhanh chóng sụp đổ, lại vỗ béo cho những môn phái tu sĩ khác của tu chân giới. Mấy năm nay nghe nói bên tu chân giới có thể gọi là toàn môn phái mừng rỡ điên cuồng, đâu đâu cũng là một biển niềm vui. Các môn phái đều ít nhiều gặt được lợi ích. Vài môn phái tu tiên có thực lực còn không biết đã lấy về được bao nhiêu tài nguyên bảo bối từ canh thần tiên phủ, có thể nói là giàu sụ lên trong một ngày. Hy sinh một cái canh thần tiên phủ, ngàn vạn nhà khác lại hạnh phúc. Vì sự việc này quá lớn, ma vực cách xa tu chân giới tới vậy mà thông tin cũng lan khắp nơi. Lúc trước Liêu Đình Nhạn làm việc ở Yên Chi Đài, không hiếm khi nghe thấy người ta bàn tán mấy chuyện này, chuyện gì cũng nói tới. Cái gì mà trong canh thần tiên phủ chất đầy thi thể, chim ăn xác đậu đầy nhiều năm không bay đi, mây đen vầy khắp xung quanh, còn giống ma vực hơn cả ma vực. Còn cái gì mà thành lớn của canh thần tiên phủ đều đã bị nổ banh, bao nhiêu cung điện hoa mỹ đều cháy thành tro. Lúc trước Liêu Đình Nhạn cảm thấy mấy người này nói lố quá thể, bây giờ xem ra cũng chẳng lố chút nào. Chỉ cần nhìn vài thứ vụn vặt là cô đã đủ dựng đứng hết cả lông gà lông vịt.
Mấy ngày nay chung sống với nhau, cứ mỗi lần cô thấy ông lớn Tư Mã Tiêu là một bé mèo vô hại, thì hắn lại đột nhiên lộ rõ cái bản mặt hung ác của mình, biến thành thần cọp thiên nhãn, đôi mắt tự nhiên lại biến thành pháo laser. Lưu Đình Nhạn thầm tưởng tượng đến cảnh Tư Mã Tiêu nổ nát hoàng cung như cái máy bay ném bom, lại liếc nhìn Tư Mã Tiêu bên cạnh. Hình như Tư Mã Tiêu cũng không chú ý tới cử động nhỏ của cô. Không chút vội vã, ngón tay trượt trượt trên mặt kính vài đường, Lưu Đình Nhạn liền nhìn thấy từng đống đổ nát thê lương. Sau đó, nghe thấy kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này, đứng đằng sau bình thản nói, xem ra, mấy năm này canh thần tiên phủ thật sự đã sụp đổ, mấy tòa thành lớn ở rìa mà cũng hoang tàn tới độ này. À, cờ xích thủy uyên treo ở đây lại tiến triển khá tốt. Nơi này vốn là một ca vũ lạc phường nàng thường hay xem, mỗi ngày đều có những người khác nhau ca múa đàn hát. Hiện nay xem ra chuyển sang kinh doanh thứ khác rồi, đổi thành khách trạm rồi. Ta xem đây là dấu hiệu của Bạch Đế Sơn. Nơi này vẫn còn. Màn hình ngừng lại ở một phòng bếp lớn. Máy bay ném bom trong đầu Lưu Đình Nhạn ngừng lại một lúc. Cô ôm lấy cái gương live stream xem một lúc, lặng lẽ nuốt nước miếng. Bếp lửa nghi ngút khói trong phòng bếp, rất gần gũi, cũng khiến người ta rất thèm ăn. Một lồng thịt hấp nhào sốt vừa được bưng từ trong ra. Nước thịt nồng đậm, một thứ thịt viên nào đó đang được quay phát ra tiếng lách tách, bị cắt thành sợi, rắc lên một ít gia vị gì đó không biết tên. Thằng nhóc bưng lên bên cạnh người ngửi mùi vị, cắn ngậm một miếng. Còn có chén canh ngọt màu đỏ trong veo, mì sợi mềm mềm vân vân và vô số món ăn, chỉ nhìn thôi là đã biết rất ngon. Ây cha, đồ ăn của ma vực vẫn không thể nào so được với tu chân giới. Cô đang than thở thì ánh mắt lại bị Tư Mã Tiêu thu hút. Hình như hắn không có hứng thú với đồ ăn ngon bốc khói của nhà bếp, lại lấy ra mấy con người bé 1, 2, 3 trong đống lộn xộn. Hắn gõ tay lên trán người gỗ, ba con người bé đứng xuống đất biến lớn lên, tay chân tròn ụ với cái đầu tròn vo. Ba đứa nhóc hí hoáy loay hoay, một đứa mặt vui nhộn nhặt cái búa nhỏ đấm lưng lên, vòng một vòng dưới chân Lưu Đình Nhạn. Một đứa lại ngồi cạnh dưới chân Tư Mã Tiêu, ngẩng đầu nhìn họ với cái vẻ mặt ai cần chế giễu. Một đứa mặt cười khác lại nhìn tới nhìn lui, tìm thấy một đĩa hạt dưa vẫn chưa bóc hết của Lưu Đình Nhạn, đưa tới trước mặt con giễu cợt. Người bé giễu cợt lại bắt đầu tách hạt dưa. Người bé mặt cười bắt đầu đi sang một bên sắp xếp lại đống lộn xộn Lưu Đình Nhạn bày ra. Có đồ lăn tới dưới chân Tư Mã Tiêu, nó còn đi tới kéo kéo vạt áo, nhặt cái bình thuốc bằng ngọc đó về cất đi. Tư Mã Tiêu hình như cảm thấy người bé giễu cợt ngồi bóc hạt dưa dưới chân mình rất vướng víu, dùng đầu ngón chân đá nhẹ nó tỏ ý đi qua chỗ khác bóc. Lưu Đình Nhạn chỉ vào ba con người bé có chút phỏng đoán. Cái này là ta làm. Tư Mã Tiêu chỉ hai con trong số đó, của nàng tạo, lại chỉ con bên dưới chân, của ta tạo. Thì ra hai chúng ta còn cùng nhau tạo ra người nữa cơ đấy. Lưu Đình Nhạn nhìn cảnh tượng này tự dưng cảm thấy bao nhiêu năm mình giống thứ đàn ông tồi tệ vứt bỏ vợ con. Ta còn có thể nhớ lại ký ức lúc trước không? Lưu Đình Nhạn ngập ngừng rồi hỏi. Theo như cách thức mất trí nhớ thông thường thì đều sẽ nhớ lại. Có lúc đập trúng đầu xong lại nhớ lại, có lúc nhớ lại trong khoảnh khắc sinh tử. Tóm lại, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra, nếu không tình tiết không có đã đời được. Tư Mã Tiêu khựng lại, nhớ được hay không cũng không sao, không phải là một khoảng thời gian quá dài, cũng không có chuyện gì quá quan trọng cần nàng nhớ. Ok, mấy người nói sao thì là vậy. Lưu Đình Nhạn hơi thư thả. Nếu ông lớn Tư Mã Tiêu rất mong chờ cô khôi phục trí nhớ thì cô cảm thấy rất áp lực. Pet công ty ở thế giới hiện đại đa số đều không chịu được mong đợi của người khác, cực kỳ mê tim, vẫn cứ thuận tự nhiên thì tốt hơn. Lưu Đình Nhạn tự cảm thấy mình không thể vì không nhớ mà trở mặt không nhận người ta được, vẫn muốn chịu trách nhiệm, vì vậy cô dò hỏi, vậy trước kia chúng ta sống với nhau như thế nào? Sẵn là cũng để tham khảo thử. Tư Mã Tiêu ậm ừ, thì như vậy đấy. Hả? Như vậy thôi á? Ừ, như vậy thôi. Tuy vẻ mặt Lưu Đình Nhạn rất nghiêm chỉnh nhưng đầu óc đã xuất hiện thứ không nghiêm chỉnh. Cô đàng hắng. Vậy ta hỏi cái này, chúng ta có làm chuyện đó không? Tư Mã Tiêu đã viết chuyện đó, cô nói là chuyện nào? Ngồi xuống tấm phẳng bên cạnh, cố ý lời nhắc hỏi. Chuyện nào? Thì chuyện đó đó, ăn cơm chiếc kẻng.
Tư Mã Tiêu tựa trên phản, chớp chớp mắt. Có chứ. Không được rồi, đầu óc bắt đầu chiếu phim rồi. Còn nhiều nữa kìa. Không khống chế được cảnh tượng trong đầu, bắt đầu chạy theo hướng cần gắn mác rồi. Còn có thần giao song tu cùng lúc. Cảnh tượng hơi khó mà tưởng tượng nên đã bị gỡ bỏ mất rồi. Giờ nàng trở về rồi thì cũng nên giống với trước đây. Hắn nằm liệt trên phản, mái tóc đen dài như nước chảy rũ bên gối, trưng ra tư thế. Nàng hiểu đó, mau làm như trước đây đi. Lần này, Liêu Đình Nhạn lại lớn tiếng hít vào. Cảnh tượng bị ngăn bởi dấu chấm than luôn rồi. Tư Mã Tiêu nhịn hết nổi, cười nghiêng cười ngửa, cười rung lắc cả người, lồng ngực nhấp nhô. Hắn nằm đó lộn xộn cả hình tượng, tay với vạt áo phủ ra đất, dùng chân nhấc lên đặt trên đệm, chân kia dưới đáy, gác tay giữa trán. Cái cổ đó, xương quai xanh đó, góc nghiêng đó, cái thân hình thon dài đó khiến người ta kích động muốn nhào tới lăn lộn với hắn. Tới đi, Tư Mã Tiêu cười đủ, liền chăm chú nhìn cô, sẵn tiện củng cố tu vi luyện hư luôn cho nàng. Hả? Xong tu à? Tư Mã Tiêu chỉ cười nhìn cô. Đợi chút đã. Cô lục lọi trong không gian của mình, muốn tìm thử xem có thứ gì kiểu như rượu tráng gan được không. Tìm cả buổi chơi mới tìm được một cái vò trong góc, bóc đi niêm phong màu đỏ, thử múc một muỗng ra uống. Vừa cay lại vừa khó uống, đúng là rượu không sai vào đâu được. Cô lại uống thêm mấy muỗng nữa, thấy Tư Mã Tiêu cứ nhìn mình kỳ quái mới hỏi thử. Ngay cũng muốn hả? Tư Mã Tiêu liếc nhìn cái vỏ rượu của cô. Không, ta không cần tráng dương. Giọng điệu cực kỳ quái lạ, vừa nói xong lại bật cười, hình như không nhịn nổi được nữa. Liêu Đình Nhạn nghĩ ra được, lật lật vỏ rượu, sau đó liền đông cứng nhìn chân chân vào cái thứ vừa lật ra. Không phải chứ? Hỏi đó, cô chữ rượu tráng dương để làm cái quái gì? Cái quỷ này là của đàn ông mới uống mà. Ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn về phía bộ phận nào đó của Tư Mã Tiêu. Trong đầu bão táp mưa rông, người tu tiên cũng mắc bệnh này nữa hả? Nguy rồi, có phải mình đã biết được bí mật ghê gớm nào đó rồi không? Tư Mã Tiêu dần không cười nữa, hắn nhìn cô. Ta nghĩ đây nhất định là hiểu lầm thôi. Thật ra thì đúng là hiểu lầm thật. Lúc trước cô chữ mỗi thứ một ít. Vò rượu này là do một trưởng quầy nào đó tặng cho sau khi mua một đống rượu trái cây. Cuối cùng uống hết mớ rượu trái cây chua chua ngọt ngọt, chỉ còn lại cái vò này. Sau khi cô nhận ra đây là gì thì liền vứt luôn vào trong hốc, dù sao thì cũng chả dùng tới. Nhưng mà bây giờ ai quan tâm có phải hiểu lầm hay không? Đạo lữ với nhau thì tất nhiên có lúc hiểu lầm rồi. Tư Mã Tiêu ngồi dậy chuẩn bị đứng lên. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này thì chắc chắn là sẽ lùi về sau hoặc chạy vội. Liêu Đình Nhạn thì không. Cô không còn nhàn hạ như ngày thường, vội vã đi tới, ấn Tư Mã Tiêu ngồi lại chỗ cũ. Bình tĩnh, đừng manh động. Trong lúc nguy cấp còn nhanh trí, dán lên trán hắn một tấm thanh tâm phù. Lúc làm như vậy, Liêu Đình Nhạn thấy có chút thân thuộc, cứ như mình đã từng làm như vậy rồi. Tư Mã Tiêu cười lại lột bỏ thanh tâm phù trên trán. Ngủ một giấc dậy, Liêu Đình Nhạn nhìn thấy ngoài cửa sổ một hàng trúc với lá phong màu đỏ. Ngoài cấm cung Đông Thành, còn có trúc với lá phong? Hình như không có. Đáng lẽ phải là một vùng trắng xóa mới đúng. Liêu Đình Nhạn giật mình, từ trên giường đứng dậy, cô nghi là mình lao lực quá độ, bị hoang tưởng mất rồi. Nhìn rõ lại nhận ra là không phải, căn nhà nhã nhặn trước mắt không phải là cấm cung Đông Thành. Cô mặc một bộ áo lụa đơn giản, nhẹ như không, dính vào người như nước chảy. Cô dẫm lên nền nhà, đi tới ô cửa điêu khắc sát sàn đằng trước, nhìn trúc xanh lá phong đỏ, trời xanh mây trắng bên ngoài, còn có khói nước mông lung, núi non đằng xa, dưới chân có một hồ nước trong veo. Đây là đâu? Cô lấy kính ra soi gương, vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là trên cổ có thêm một cái dấu răng. Cô nghiêng người tựa bên cái thanh gỗ nhìn ra ngoài, đột nhiên chân bị tóm lấy, cả người ngã xuống hồ. Trong nước có một con thủy quái tóc đen, áo đen mặt trắng. Cuối cùng cũng tỉnh. Liêu Đình Nhạn lau nước trên mặt, bò về phía bờ, bò được phân nửa lại bị ôm lấy eo lôi lại xuống nước. Đợi lát nữa rồi lên, thủy quái nói. Liêu Đình Nhạn dòm ngó hắn. Mèo không thích tắm rửa ngâm mình đâu. Ý gì? Liêu Đình Nhạn nhanh chóng đổi chủ đề. Đây là đâu thế? Biệt trang có cái nhà bếp lớn trong gương phát trực tiếp.
Tu chân giới. Đúng vậy. Ai... Chương 63. Như đèn hoa, tài tử gia nhân rọi bóng. Từ Mã Tiêu, lão tổ tông từng đạp đổ cả đệ nhất tiên phủ của tu chân, đại ma vương người thật việc thật, có thế lực dưới trướng đang trên đà thống nhất ma vực lúc này đây, lại ngàn dặm xa xôi đưa cô tới một tòa thành không biết tên gì ở tu chân giới nghỉ mát, chỉ vì cô thèm có miếng ăn. Đây rốt cuộc là giao diện bạn trai cảm động đất trời gì vậy chứ? Lưu Đình Nhạn liền nghĩ, liên tưởng tới cảnh lúc trước đã chứng kiến bạn trai của bạn cùng phòng nửa đêm nửa hôm thức dậy chạy đi mua đồ nướng với bánh kem đưa tới tận dưới lầu chỉ vì một cú điện thoại, bây giờ lại có người còn cao tay ấn hơn. Nhìn thấy bạn trai biết điều như vậy, dù cô có bị ép ngâm mình với hắn thì cũng dáng nhịn. Hơn nữa, cảnh trí xung quanh thật sự rất đẹp, làm người ta vui vẻ thoải mái. Mấy năm nay cô sống ở ma vực, cảnh sắc có gì đáng nói, toàn là hoang mạc với rừng không à. Rất ít khi nhìn thấy thực vật xanh mướt. Đông thành lại có vài loại thực vật, nhưng đa số thực vật ở ma vực cũng không giống với tu chân giới. Có vài loại trông rất kỳ quái, màu sắc cũng không tươi tắn gì. Vậy nên mấy năm trời, cô cũng không nhìn thấy cảnh đẹp thế này. Ngửi được mùi của núi rừng thanh khiết, cả người nổi trên mặt nước như muốn hóa thành một chiếc lá rơi. Lưu Đình Nhạn thả lỏng trên mặt nước. Từ Mã Tiêu thấy cô đang nổi, bèn gác đầu lên bụng cô, cũng ngẩng đầu nhìn trời như cô. Tiếng rừng trúc với phong đỏ xào xạc, lá phong đỏ rơi xuống, Lưu Đình Nhạn thổi nhẹ lại, chậm chậm bay đi, lờ lửng trên không trung như một cánh bướm. Hai người nằm hình chữ T, ánh mắt chuyển động theo phiến lá kia. Trước kia, chúng ta cũng thế này sao? Lưu Đình Nhạn hỏi. Ừ, Từ Mã Tiêu hừm trong mũi, trả lời nửa tỉnh nửa mơ. Lưu Đình Nhạn nhìn hắn, giờ so với lúc vừa mới gặp hắn càng ngày càng lười hơn, lại có hơi rất giống với cô. Trước đây cô là như vậy đấy, ngoài lúc làm việc chỉ nằm đó chẳng muốn làm gì cả. Bạn bè đều nói, ở lâu với cô rất dễ bị lây bệnh lười. Xem ra căn bệnh lười này đến đại ma vương cũng miễn dịch không nổi. Cô ngẫm nghĩ, bàn tay vô thức cuốn lấy tóc của Tư Mã Tiêu, cứ xoắn một lúc, còn tiện tay bỏ vào miệng nhai nhai. Không nhớ cái thói quen xấu ngâm mình là miệng phải nhóc nhép cái gì đó ở đâu ra. Lúc trước làm việc ở Yên Chi Đài, họ có chuẩn bị ký túc xá với phòng tắm các kiểu cho nhân viên. Tuy là Lưu Đình Nhạn sống ở nhà, nhưng lâu lâu cô cũng đến phòng tắm nhân viên tắm táp, vừa ngâm mình vừa nhai một loại cỏ có thể làm răng trắng với giữ hơi thở thơm mát. Mấy thứ đồ sạch sẽ này được đặt rất nhiều trong phòng tắm. Cô cứ nhai cho vui, rồi rất thành quen. Nhận thức được đây không phải cỏ nhai mà là tóc của bạn trai Đại Ma Vương, Lưu Đình Nhạn đông cứng, lôi tóc của Đại Ma Vương ra trước ánh mắt khó tả của hắn, cẩn thận rụi rụi trong nước, còn móc được ra, trải lại cho hắn rồi cẩn thận đặt về. Ngon không? Tư Mã Tiêu hỏi cô. Không ngon. Vẻ mặt Tư Mã Tiêu cứ sai sai, Lưu Đình Nhạn liền ngộ ra lập tức sửa lời. À, ngon. Nhưng mà vẻ mặt hắn vẫn cứ sai sai, bạn trai khó chịu thật đấy. Tư Mã Tiêu đứng dậy, để tóc ra sau trải lại cẩn thận, mở miệng nói. Thiệt tình là nàng thèm tới vậy hả? Tới tóc mà cũng muốn ăn. Tôi không có, không có đâu nha. Đứng dậy đi ăn, Tư Mã Tiêu nói. Cái hồ nhỏ khá nông, hình hành lang gỗ bên cạnh vắt lên hồ. Tư Mã Tiêu đạp một chân lên hành lang, đẩy mấy thanh điêu khắc hoa ra. Quay người, chìa tay cho Lưu Đình Nhạn đang đứng trong nước kéo cô lên. Vất nhẹ tay áo, toàn bộ nước trên người hắn biến mất, lại là ma vương láng bóng. Lưu Đình Nhạn tìm áo choàng tắm khoác lên, đang ướt nhẹp vắt tóc. Anh hai, vậy là xong rồi đó hả? Không nghĩ tới chuyện thay đồ sao? Nói thật, Lưu Đình Nhạn hơi nghi ngờ hắn chưa từng thay đồ bao giờ. Sao mà ngày nào cũng thấy hắn mặc đồ tựa tựa nhau? Tuy là thích đi tắm, còn là người tu tiên không có bụi trên người, nhưng cũng không thể không thay đồ chứ. Tâm lý chịu gì nổi? Trước kia cô phát hiện ra không ít quần áo nam giới trong cái không gian kia của mình, đủ màu đủ kiểu, chắc là đồ của bạn trai. Cô lại nghĩ ngợi một hồi, lôi một bộ có thêu hoa văn chim hạc trắng, xòe ra trước mặt Tư Mã Tiêu hỏi. Thay đồ đi, bộ này sao? Tư Mã Tiêu nhìn bộ đồ cô lôi ra không nói gì. Lưu Đình Nhạn lại lôi ra bộ khác màu trắng có hoa văn đen. Bộ này đi sao? Nếu muốn đổi hình tượng thì bộ này cũng ổn. Cô còn lấy ra thêm một bộ màu tím nhạt, trông khí chất khá là giàu có. Kinh nghiệm làm pet công ty cho cô biết, muốn khách hàng công nhận thì phải khéo léo, không được hỏi thẳng đối phương có được hay không, mà
phải một lần đưa ra mấy phương án. Tất nhiên đối phương sẽ không cân nhắc xem có được hay không, mà sẽ đi thẳng vào chọn lựa một trong số những lưu trình. Giống như bây giờ cô cũng đã lấy ra 3 bộ rồi, khả năng Tư Mã Tiêu lựa chọn không thay sẽ rất thấp, mà chỉ nghĩ xem chọn bộ nào. Nàng chuẩn bị cho ta hả? Trong không gian của ta có rất nhiều, chắc là hồi trước ngày có mặt. Tư Mã Tiêu đột nhiên bật cười, đến nói sát bên tai Lưu Đình Nhạn. Ta không biết hồi đó, nàng còn chuẩn bị cả đồ mới cho ta. Hiểu rồi, mình hồi trước chuẩn bị đồ cho bạn trai nhưng chưa có lấy ra. Chắc là giống với chiếc nhẫn đã chuẩn bị nhưng chưa tặng kia vậy. Bây giờ lại bị mình mất trí nhớ lật tẩy mất rồi. Nhìn thấy khóe môi cong cong và vẻ mặt ngầm sung sướng của Đại Ma Vương, Lưu Đình Nhạn chỉ đành vờ như chưa có gì xảy ra. Tư Mã Tiêu cúi đầu hôn lên môi cô. Hắn cởi áo ngoài, vứt ở một bên. Lưu Đình Nhạn vội vàng vớt áo, đóng cánh cửa sổ bằng gỗ lại. Ánh hoàng hôn mập mờ dọi qua hoa văn trên cửa chiếu vào phòng. Tư Mã Tiêu cởi y phục, cơ thịt trắng trẻo càng trồng thêm một lớp mập mờ mông lung. Dáng vẻ hắn cởi y phục khá đẹp mắt, nhón lấy lớp áo trong cũng rất đẹp mắt. Lồng ngực rộng rãi, bị che bởi lớp áo trong màu trắng, lại mặc thêm áo ở giữa và áo ngoài, che đi lớp lót trắng bên trong, chỉ còn một đường viền trắng. Hắn qua loa kéo đại cổ áo trước, lông thắt đai, mấy khớp xương nổi lên ngón tay trông đẹp cực kỳ. Mái tóc dài bị y phục che mất, hắn lại đưa tay lôi tóc từ trong cổ áo ra, nhấc nhẹ tay chân. Tay áo lại ngay ngắn, tóc dài lững lờ, kết hợp với ánh sáng lúc này rất đậm vị mấy bộ phim Hồng Kông cũ mà cô xem lúc nhỏ. Tuy còn nhỏ không hiểu, nhưng vẫn rõ về khái niệm cái đẹp. Lưu Đình Nhạn nắm lấy thắt lưng của hắn, mắt nhìn hắn chăm chú không rời, cảm thấy có khi mình bị trúng tà thuật rồi. Một tay Tư Mã Tiêu cầm lấy thắt lưng trên tay cô, một tay luồn sau gáy cô, kéo tới hôn lên. Không phải là kiểu hôn phớt mà là nắn nắn của cô, ngụ ý bảo cô mở miệng. Bóng của hai người kéo dài trong phòng, bên cạnh còn có bóng của hoa văn trên cửa sổ rọi xuống như đèn hoa tài tử, giai nhân rọi bóng. Lưu Đình Nhạn hoàn hồn, nhận ra Tư Mã Tiêu đã thắt đai lưng sau. Đai lưng được thắt bên trong áo choàng ngoài, lúc đưa tay ra, áo choàng rơi xuống che mất chiếc đai. Hắn thắt đai xong, ngồi sang một bên nhìn cô. Sao? Đến đợt nàng. Đến ta. Cô liếc nhìn y phục trên người mình thầm nghĩ, mình bị sắc đẹp mê hoặc rồi mới đứng đây xem cả quá trình thay quần áo của ông lớn sao? Có qua có lại, bây giờ người ta cũng muốn xem cô thay kìa. Cô không thể hiểu được người bạn trai có dáng ngồi đậm chất ông lớn kia, đi ra sau bức bình phong thay đồ. Cô đi thay đồ, Tư Mã Tiêu ở bên ngoài cười lớn. Lưu Đình Nhạn nhìn về phía hắn nhăn nhó thẻ lưỡi sau bức bình phong. Tiếng cười lớn của Tư Mã Tiêu dần dần biến mất, nhưng nhìn thấy bóng của cô sau bức bình phong vẫn mỉm cười. Có lẽ vì ánh hoàng hôn quá đỗi dịu dàng, vẻ mặt của hắn cũng lưu luyến lạ thường, cứ như có hơi không còn giống với con người từng thường tự một mình quanh quẩn trên Tam Thánh Sơn như một cái bóng kia nữa. Lưu Đình Nhạn sửa soạn xong bước ra. Tư Mã Tiêu đứng bên cửa nói, đi thôi. Lưu Đình Nhạn bước lên trước, đưa tay chải lại tóc hắn. Hắn sửa soạn rất qua loa, vẫn còn mấy lọn tóc kẹt trong áo chưa lấy ra. Lưu Đình Nhạn sửa tóc cho hắn xong xuôi rồi mới cùng hắn ra ngoài. Đây là một biệt trang diện tích rất rộng. Cái sân có hồ với rừng trúc cây phong đỏ là của riêng bọn họ. Ra khỏi cánh cửa là một con đường rộng rãi. Phía bên tường là một chiếc kiệu gió. Người khiêng kiệu nhanh nhẹn mời họ bước lên. Đi với tốc độ không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để họ thưởng thức cảnh sắc ven đường. Hai vị có phải là muốn đến chân thực lâu không? Xác định câu trả lời xong, anh hướng dẫn viên đi theo bên cạnh lại bắt đầu nhiệt tình lịch sự giới thiệu món ngon ở đây cho họ. Ở biệt trang này, mỗi người khách đều có thể có một khoảng sân riêng, tất nhiên là cũng có thể đưa thức ăn đến tận nơi. Nhưng có người thích nhộn nhịp, vậy nên chân thực lâu là một nơi mà kiểu khách này bắt buộc phải tới. Lúc ăn còn có thể xem các loại biểu diễn ca múa nhạc. Dọc đường tới đây, Lưu Đình Nhạn còn nhìn thấy những người khách khác ngồi trên kiệu gió. Chiếc kiệu gió này đúng là như một cơn gió, không có chút âm thanh. Mấy chiếc kiệu gió gặp nhau rồi lại làng lướt đi. Chân thực lâu, sáng đèn rực rỡ, lấp nháy, chiếu rọi. Hơn 100 lầu các nhỏ độc lập vây thành một vòng, nối với nhau giữa các hành lang trên không trung. Gần giữa là một cái hồ, có người biểu diễn tiết mục bên trên. Kiệu gió đưa hai người đến một trong số những lầu các. Người hầu ở lầu các đang đợi sẵn ở đó ra đón họ vào.
phục vụ chu đáo đến nỗi Lưu Đình Nhạn còn phải tấm tắc, chắc chắn là lấy giá cao lắm. Giờ cô có cảm giác gả vào nhà quyền thế rồi, dù là ở đâu, ông lớn Từ Mã cũng là nhân vật không thiếu tiền. Vì thế Lưu Đình Nhạn cũng không khách sáo, chỉ gọi hết thực đơn mỗi món một phần. Lên từ từ là được rồi, không cần lên hết một lượt đâu. Lưu Đình Nhạn dặn dò, xoa tay chờ đợi mâm cỗ lớn của mình. Từ Mã Tiêu không có hứng thú với chuyện ăn uống, ngồi bên cạnh chờ cô. Thật sự đã lâu lắm rồi, Lưu Đình Nhạn chưa ăn được bữa nào thịnh soạn tới vậy. Ma vực dù địa hình cũng khác biệt, khẩu vị cũng không giống. Hơn nữa với tu vi của cô, chỉ ăn bao đó thức ăn không đậm linh khí hoàn toàn sẽ không no căng. Vì thế có thể mặc sức thưởng thức, thỏa mãn cái miệng. Còn có vô số thức uống tùy chọn, được đựng trong hũ bạch ngọc. Nước uống tự rót ra, rất có không khí. Có tiếng ti trúc bên tai, còn có múa hát cảnh đẹp nên thơ, sắc hương vị đầy đủ. Mắt, tai, miệng, mũi đều hưởng thụ cái ngon cái đẹp, hạnh phúc trào dâng. Chính vào lúc này, bên ngoài lại có người đánh nhau. Lưu Đình Nhạn nghe thấy tiếng ồn ào, quay đầu nhìn lại. Cái lầu gác đối diện cách hồ banh chành rồi, có ba người bước ra từ đống hoang tàn. Mà trong lầu các đối diện họ có mười mấy người áo tím đang đứng, đang chỉ vào lầu các bị phá hủy cười lớn. Đúng là lâu quá không gặp rồi, không ngờ có ngày mạch chủ Động Dương chân nhân của Thanh Cốc Thiên cũng gia nhập môn phái khác. Trông có vẻ sống cũng tốt đấy chứ. Người dẫn đầu đám người áo tím nói lớn, giọng điệu mang vẻ giễu cợt oán hận. Trong số ba người mặc áo xanh đứng đối diện, có một người trẻ tuổi, trông khoảng 20, đứng trước nói: Hạ đạo hữu hiện giờ không phải cũng đã vào Bạch Đế Sơn đấy sao? Vẫn chưa chúc mừng. Người áo tím cười lạnh. Nếu đã biết ta vào Bạch Đế Sơn thì cũng nên biết hiện giờ đã đến lúc chết của ngươi rồi. Một cái cốc vũ ổ còn con chẳng bảo vệ được ngươi đâu. Người trẻ tuổi bất lực chắp tay. Dù có thế nào cũng từng là đồng môn. Hiện giờ mỗi người một hướng khác nhau. Sao cứ phải dây dưa thù hận ngày trước? Một người hung hăng bức người, một người giọng điệu tuy yếu ớt nhưng thái độ thì không. Vừa đó đã bắt đầu ra tay đánh nhau. Lưu Đình Nhạn chỉ nhìn sơ sơ rồi ngồi ăn tiếp. Xui là cái chỗ ngồi của cô nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mấy người đánh nhau. Tên áo tím hống hách kia có tu vi cao hơn người áo xanh, đánh y ngã đập vào lầu cát của Lưu Đình Nhạn, tung cả cái bàn trước mặt cô. Lưu Đình Nhạn vẫn đang cầm đũa, một miếng thịt sốt lung lay trên đũa. Cô liếc nhìn người áo xanh vừa nhổ ra ngụm máu rồi đứng lên, âm thầm nhai nuốt miếng thịt. Bỏ đũa xuống, đạp bay tên áo tím đang đuổi đến định đánh tiếp, rơi đập xuống lầu cát của họ. Đạp xong đã đời, nhìn thấy người áo xanh kinh ngạc nhìn mình, Lưu Đình Nhạn mới sực nhớ. Thôi chết, quên mất đây không phải ma vực. Sống ở Hạc Tiên Thành ma vực đã lâu, cô đã hình thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. Một khi bị ăn hiếp là sẽ lập tức đánh trả. Nếu mà sợ sệt ở ma vực sẽ bị được nước lấn tới mà ăn hiếp tiếp. Bài học xương máu thành thói quen, khiến cô trong phút chốc không nhận thức kịp là tu chân giới và ma vực khác nhau. Cô ngập ngừng, nhìn sang Tư Mã Tiêu đang nằm bên cạnh. Ai biết được, lúc này người thanh niên áo xanh kia lại ôm lấy ngực, ngập ngừng nói. Cô là... Đồ Nhi Đình Nhãn. Chương 64, Cốc Vũ Ổ. Động Dương chân nhân, mạch chủ Thanh Cốc Thiên của Canh Thần Tiên Phủ ngày trước, cũng là thanh niên áo xanh quý vô đoan này. Y kinh ngạc nhìn Lưu Đình Nhạn trước mắt, không dám tin vào mắt mình. 11 năm trước, y thu nhận một đồ đệ tên là Lưu Đình Nhạn, trông giống hệt với đứa con gái yêu quý mất sớm của y. Lúc đó, y thu nhận đứa trẻ này làm đồ đệ chỉ là để gửi gắm thương nhớ, muốn chăm sóc đệ tử có duyên này thật tốt. Chỉ là không ngờ được đệ tử kia của y cuối cùng lại bị cuốn vào phong bà bão táp đáng sợ. Lúc ấy, y chỉ là một mạch chủ nhỏ bé. Thanh Cốc Vũ là một nơi đặc biệt nằm ở giữa ranh giới trong ngoài phủ, không được người khác chú ý tới. Vì thế Đồ Nhi được lựa chọn đi hầu hạ sư tổ. Tuy y không yên tâm, nhưng cũng không làm gì được. Chỉ có thể hỏi thăm mấy lần nhưng tin tức của Tam Thánh Sơn, há có phải một chân nhân nhỏ bé có thể do thám được. Sau đó nghe nói con bé được sư tổ Từ Tạng Đạo Quân yêu thích, cùng ra khỏi Tam Thánh Sơn với sư tổ. Trong số 100 đệ tử nội môn cao cấp, chỉ có mình cô may mắn sống sót. Lúc đó đến Thành Tốc Thiên cũng được vinh quang trong phút chốc. Chỉ là y vẫn chưa cảm nhận được một làn sóng ngầm trôi giạt không yên, có lòng muốn đến thăm Đồ Nhi, khuyên giải một phen lại không cách nào gặp mặt. Sau đó nghe nói, đèn sinh mệnh của con bé bị dập tắt, hình như đã chết. Lại có vài tin tức nói cô vẫn còn sống, quý vô đoan thân làm sư phụ tự nhận thấy bản thân bất lực, cũng không nghe ngóng được thực hư. Hơn nữa, khoảng thời gian đó Thanh Cốc Thiên cũng không yên ổn, y đã phải dùng hết sức lực để bảo vệ an toàn những đệ tử còn lại.
Sau đó thì đến trận tai ương dẫn tới canh thần tiên phủ chia 5 x 7. Y ở ít phía rìa nội phủ canh thần tiên phủ, còn có thể thấy được phía trung tâm lửa cuộn ngập trời, khói đen đặc như lấp cả trời. Trời đất rung chuyển, linh mạch dưới lòng đất vỡ hết toàn bộ chỉ trong một ngày. Linh viên dược viên ở các nơi đều bị khí nóng thiêu cháy, tàn úa chỉ trong một đêm. Đến linh tuyền với ao hồ ở gần cũng bốc hơi hết sạch. Tài ương như thế làm không biết bao nhiêu người chết. Cung chủ với trưởng lão của mấy cung lớn cũng vài gia tộc. Những nhân vật to lớn từng cao cao tại thượng đối diện với sức mạnh khủng khiếp như thế cũng không cách nào chống lại được. Người thì chết, kẻ thì bị thương. Những người còn sống đều hoảng loạn chạy cả. Còn những nhân vật ở bên rìa như họ với mấy gia tộc nhỏ ở ngoài phủ đều may mắn vượt qua một kiếp. Tất cả đều bảo rằng lúc Từ Tạm đạo quân còn bế quan ở Tam Thánh Sơn thì đã nhập ma, vì thế mới đổ sát nhiều người như vậy, hủy đi cơ nghiệp vạn vạn năm của canh thần tiên phủ. Canh thần tiên phủ giống như tòa tháp cao bị mất đi cột trụ, tốc độ sụp đổ vượt xa dự tính của tất cả mọi người. Những môn phái bị canh thần tiên phủ ép về đã lâu liền vùng vụt dậy, chia cắt các thế lực tàn dư vẫn đang hoảng loạn của canh thần tiên phủ. Mạch chủ Quý Vô Đoan của Thanh Cốc Thiên lúc bấy giờ kiên quyết từ bỏ cố thủ, mang theo một số tài nguyên và vài đệ tử bằng lòng đi theo tới Cốc Vũ Ổ của người bạn thân, trở thành đệ tử của Cốc Vũ Thiên, tránh khỏi khoảng thời gian hỗn loạn đó. Hiện giờ đã gần 10 năm qua đi, y gần như đã sớm quên đi Đồ Nhi tội nghiệp như hoa sớm nở tối tàn. Y sao có thể ngờ được hôm nay sẽ đột nhiên gặp được người vốn tưởng đã sớm xa lìa nhân thế. Y với Đồ Nhi này chung sống với nhau không lâu, cũng không hiểu lắm về nhau. Hiện giờ trùng phùng sau bao ngày xa cách, y cũng nhất thời không biết nên nói gì, chỉ là lòng vô cùng bùi ngùi. Quý Vô Đoan đang xúc động bùi ngùi, Liêu Đình Nhạn thì được mặt ra. Cô không nhớ được chuyện lúc trước nữa. Chư vị, cô hoàn toàn không biết anh bé trước mặt này là ai đâu. Nghe y gọi mình là đồ đệ, vậy là sư phụ của chủ nhân cái cơ thể này hay là sư phụ của mình? Liêu Đình Nhạn chỉ đành nhìn sang Tư Mã Tiêu. Tôi cần giúp đỡ, bạn trai ơi nói gì đi. Tư Mã Tiêu tựa nguyên người trên ghế ngồi ở góc khuất tối trong phòng. Hắn đã thu bớt khí thế, Quý Vô Đoan hoàn toàn không chú ý đến hắn. Nhìn thấy Đồ Nhi cứ ra sức nhìn sang đó, y mới nhìn sang. Lúc này, Quý Vô Đoan cuối cùng cũng nhìn rõ người ngồi đằng đó là ai, chân nhũn ra rồi khuỵu xuống. Y như về lại cái ngày canh thần tiên phủ gặp đại nạn, vị sư tổ đồ sát những tu sĩ hóa thần, luyện hư, thậm chí cả hợp thể như sắt rau cắt củ. Có rất nhiều đệ tử cấp thấp của canh thần tiên phủ, đến tận lúc ấy mới thấy được khuôn mặt thật sự của sư tổ, lần đầu tiên đã bị sát khí bức người, với cảm giác thủ địch dọa cho chết khiếp. Uy danh của hắn thậm chí còn lan truyền dữ dội ở tu tiên giới. Sau khi hắn tới ma vực, dẫn đến việc mấy năm nay ai cũng biết canh thần tiên phủ là do hắn hủy diệt, mà cũng không dám quang minh chính đại mà rủa xả tên ma vương này, không dám nói xấu nửa lời, càng không dám nhắc nhiều tới tên với đạo hiệu của hắn. Bây giờ đại ma vương xa xôi đáng sợ này lại đang xuất hiện trước mặt y. Quý Vô Đoan chỉ cảm thấy tim của mình như bị ai bóp chặt, thở không ra hơi. Và lúc này tên áo tím ban nãy bị Liêu Đình Nhạn đá bay lại hùng hổ quay lại, còn dắt theo vài đệ tử và tay sai của gã, phẫn nộ hét lớn: Quý Vô Đoan, hôm nay ta nhất định phải lấy mạng của ngươi. Liêu Đình Nhạn mới nhìn sang, vừa chuẩn bị ra tay đánh bay cái kẻ kiếm chuyện này thì đã thấy tên áo tím dẫn đầu đột nhiên khựng lại, quỳ bệt xuống đất y như anh bé áo xanh, nhìn Tư Mã Tiêu mà mắt muốn rớt tuôn ra. Hình như gã sợ hơn bất cứ ai, cả người đều không ngừng run rẩy. Tên áo tím này trước đây là đệ tử một mạch chính, vai vế cao hơn Quý Vô Đoan, vì thế gã cũng hiểu rõ Từ Tạng đạo quân là người thế nào hơn Quý Vô Đoan. Có hai người gã mang tới cũng là đệ tử của canh thần tiên phủ, cũng nhìn thấy sư tổ truy sát sư thị vào ngày hôm đó, lúc này mặt mũi cũng biến sắc, đứng không vững mà quỳ mọp xuống. Những người không biết chuyện gì xảy ra nhìn thấy cảnh này cũng hoảng loạn. Ấy, sao mọi người căng thẳng vậy? Bạn trai không cục cựa, không nói gì cũng có nhìn họ đâu. Biểu hiện của tên áo tím cứ như người hiện đại nhìn thấy khủng long kỳ Yura. Liêu Đình Nhạn nhìn thấy hắn cứ run rẩy, rồi cắm đầu mà chạy. Liêu Siêu nghiêng ngả còn đâm trúng cả mấy cánh cửa lầu cát. Các lầu cát vốn đã sập, bỗng chốc còn tàn hơn. Một thoáng mà người chạy hết sạch, nhìn dáng vẻ kinh hoàng của họ, Liêu Đình Nhạn cũng ngại dí theo đánh, chỉ có thể đứng yên tại chỗ nhìn Quý Vô Đoan vẫn chưa đứng lên.
Từ Mã Tiêu cũng chưa động đậy gì, hắn còn chả thèm nhìn tới đám người nhào tới rồi lại chạy đi mà chỉ bỏ tay xuống. Hơi ngồi thẳng dậy liếc nhìn Quý Vô Đoan. Quý Vô Đoan bị nhìn mà đổ mồ hôi lạnh, mặt mày trắng bệch. Y nhớ tới cái lời đồn đó, rằng Từ Tạng Đạo Quân có nhỉ nhìn thấu được tâm trí của người khác, nhìn thấu tất cả u ám bên trong nội tâm. Lưu Đình Nhạn đi tới che tay ở miệng hỏi bên tai Tư Mã Tiêu. Đó là sư phụ của ta thật sao? Tư Mã Tiêu tiện tay ôm eo cô ở hở. Hình như là vậy. Lưu Đình Nhạn lại hỏi. Vậy quan hệ của ta với hắn có tốt không? Không rõ. Lưu Đình Nhạn lộ rõ vẻ mặt mọi chuyện đi hơi xa rồi á. Tư Mã Tiêu lại bù cho cô một câu. Nhưng mà ta nhìn ra được y không có ác ý với nàng. Lưu Đình Nhạn nghe xong cũng hiểu. Theo hiểu biết mấy năm nay của cô về quan hệ sư đồ ở tu chân giới, đa phần đều như quan hệ ruột thịt vậy. Chắc cô với vị sư phụ này tình cảm cũng không tệ. Cô bóp bóp tay Từ Mã Tiêu bảo hắn buông ra, đi đến trước mặt Quý Vô Đoan đỡ y dậy, thái độ có chút tôn kính. Quý Vô Đoan mở chân chân mắt nhìn đồ đệ của mình và đại ma vương thần thiết cắn tay nhau. Y được Liêu Đình Nhạn dìu dậy trong hoảng hốt, nghe thấy cô áy náy nói, xin lỗi sư phụ. Con bị xảy ra sự cố, mất trí nhớ rồi, không nhớ người nữa. Ra là vậy. Y kỳ thực hoàn toàn không nghe thấy Lưu Đình Nhạn nói gì. Y bị đả kích quá lớn, không hoàn hồn được. Hai đệ tử y đưa theo xuất môn lần này hớt hải chạy tới. Hai người này tu vi không cao, bị tên áo tím đánh ra bên hồ. Lúc này tên áo tím đã đi, bọn họ không còn bị khống chế, vội vã đi tìm sư phụ. Sư phụ, người sao rồi? Hai đệ tử này là đệ tử của Cốc Vũ Ổ, chưa từng gặp Tư Mã Tiêu, cũng chưa từng gặp Lưu Đình Nhạn, chỉ cảm thấy sư phụ kính yêu không ổn nên cực kỳ lo lắng. Quý Vô Đoan nhanh như cắt nắm lấy hai tay đệ tử, sợ họ nói ra câu nào không đúng, chọc cho sư tổ toàn độc xuống tay. Chỉ cần một cái động đậy của sư tổ là không biết họ sẽ chết như thế nào đâu. Lưu Đình Nhạn thấy sư phụ xanh xao mặt mày vì sợ hãi mới ho một tiếng. Vừa rồi sư phụ không bị thương chứ ạ? Một tiểu đệ tử kỳ lạ hỏi nhìn cô. Sư phụ, sao vị sư tỷ này lại gọi người là sư phụ? Ban nãy sư tỷ này đã giúp người đánh đuổi Bạch Đế Sơn đi sao? Quý Vô Đoan nhìn Tư Mã Tiêu không có biểu hiện gì, lại nhìn Lưu Đình Nhạn đang mỉm cười. Đây là đệ tử mất tích nhiều năm trước của vi sư, Liêu sư tỷ của các con. Nói là sư tỷ nhưng nói xong rồi y mới phát hiện ra tu vi của hai đồ nhi hiện giờ còn cao hơn cả mình. Nhất thời không biết có phải mình giới thiệu nhầm rồi hay không, nhưng nghĩ lại thì quả thật là đồ nhi của mình. Y chưa từng trục xuất con bé khỏi sư môn, bất kể bây giờ nó có thân phận gì thì cũng vẫn là đệ tử của mình. Y gồng mình giới thiệu chuẩn bị xem thái độ Lưu Đình Nhạn thế nào rồi sửa miệng sau. Kết quả Lưu Đình Nhạn cũng không có ý định phản bác lại, nhìn về phía hai tiểu đệ tử. À, thì ra là sư đệ à? Hai đệ tử nhỏ ngoan ngoãn lần lượt gọi cô là sư tỷ. Sư phụ và sư tỷ có thể trùng phùng, đúng là chuyện vui. Sư phụ, sư tỷ, có về Cốc Vũ Ổ của chúng ta không? Quý Vô Đoan muốn trụy tìm tới nơi, muốn bóp miệng đứa đệ tử phát ngôn lại. Thằng bé ngu ngốc này, bộ muốn nói gì là nói hay sao? Y lo ngại thân phận hiện giờ của Liêu Đình Nhạn, mà chủ yếu thì vẫn là lo ngại Từ Mã Tiêu. Tuy là trông có vẻ đồ nhi với sư phụ thân nhau lắm nhưng cũng không biết quan hệ thế nào. Bây giờ cô còn sống sờ sờ ra đó, còn có tu vi như thế này. Đã không còn là người ở cùng một thế giới với người sư phụ như y, với cả đám sư huynh này nữa, không biết nói chuyện với nhau thế nào đây. Lưu Đình Nhạn cũng rất do dự, cô không biết giao tiếp sao với người sư phụ đột nhiên xuất hiện này. Dựa theo thói quen pet công ty của cô, hỏi han xong chắc chắn phải tìm chỗ ôn lại chuyện xưa rồi ăn uống gì đó, lấy lại tình cảm rồi sau đó mới lại hẹn tiếp. Nhưng mà Từ Mã Tiêu còn đang ở đây, cô vẫn còn nhớ thân phận của hắn. Lưu Đình Nhạn và Quý Vô Đoan đều vô thức nhìn Tư Mã Tiêu. Tiểu đệ tử lắm mồm lại nói, ý, tiền bối này là ai thế? Quý Vô Đoan muốn bụng mồm đứa đệ tử lắm mồm tò mò của mình lại, nhưng mà lại không dám cục cựa trước mặt sư tổ. Tư Mã Tiêu đi đến bên cạnh Lưu Đình Nhạn, cuối cùng cũng nói một câu với tiểu đệ tử kia, đạo lữ của sư tỷ các ngươi. Rồi lại nói với Quý Vô Đoan, lâu ngày không gặp, không đưa đồ nhi về ôn lại kỷ niệm sao? Lại nói với Lưu Đình Nhạn, đến Cốc Vũ Ổ xem đi, ở đó cảnh rất đẹp. Quý Vô Đoan nhũn người lại muốn xỉu ngang, sư tổ đòi đi Cốc Vũ Ổ kia. Nhưng mà y nói không được sao? Tất nhiên là không rồi. Tên sư tổ này mà không vui thì đến canh thần tiên phủ còn đập nát được chứ huống hồ gì là một cái Cốc Vũ Ổ còn con.
Điều duy nhất khiến hắn hơi yên tâm chính là giọng điệu sư tổ lúc nói chuyện với Đồ Nhi dịu dàng hơn nhiều, xem ra cái câu đạo lữ kia chắc không phải là giả. Đạo lữ của sư tỷ, vậy thì là sư huynh của chúng ta rồi. Nghe thấy đồ đệ đần độn của mình gọi sư tổ là sư huynh, Quý Vô Đoàn suýt chút nữa thì dán thằng bé ngờ ngợt đó lên đất. Y cảm thấy sư tổ chưa ấy muốn lộ thân phận, chỉ đành miễn cưỡng giữ bình tĩnh cẩn thận hỏi. Vậy bây giờ hai người cùng về tạm trú ở cốc vũ ổ với chúng tôi sao? Y xưng hô mập mờ, nói năng dè dặt. Tất nhiên là tạm trú rồi, ai mà không biết Từ Tạng đạo quân hô mưa gọi gió ở ma vực, sắp thống nhất ma vực tới nơi rồi, không lẽ thường trú ở cốc vũ ổ luôn hay gì? Liêu Đình Nhạn nghe sư phụ nói, cảm thấy mình giống như đang dắt chồng về nhà mẹ đẻ, liền đồng ý. Nếu không phiền thì chúng con đến xem nhé. À mà, về nhà mẹ đẻ có cần mang quà không nhỉ? Tư Mã Tiêu nhìn Liêu Đình Nhạn nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ, bèn bật cười, lấy ra một chiếc bình nhỏ, đặt trước mặt Quý Vô Đoan. Người đang bị thương, dùng cái này đi. Quý Vô Đoan lại muốn xỉu ngang lần nữa, cầm chặt tay một đứa đồ đệ cố đứng vững. Y cầm lấy bình thuốc, trong lòng bỗng dưng thụ sủng nhược kinh. Đây là Từ Tạng đạo quân đấy. Chỉ nghe nói hắn lấy mạng người khác, chưa nghe nói cho ai đồ bao giờ. Bọn họ cùng đến cốc vũ ổ. Trên đường đi, Quý Vô Đoan đã nghĩ thông suốt. Nhân vật như Từ Tạng đạo quân ấy thật sự muốn làm gì thì e là cả cái tu chân giới cũng chẳng ai đỡ nổi. Hắn đã có vẻ không có ác ý, vậy thì mình cũng thoáng một tí. Ý thì nghĩ thông suốt rồi, chỉ không biết ổ chủ với các trưởng lão ở cốc vũ ổ có nghĩ thông suốt được hay không. Cốc vũ ổ không hề nổi trội trong số các môn phái tu tiên, chỉ thuộc tầm trung, đại loại là đại học nông nghiệp trong số các trường đại học ở hiện đại. Đệ tử ở ổ không nhiều, cũng không giỏi đánh nhau, chỉ giỏi nuôi trồng các loại linh cốc, linh quả, linh dược họ trồng vượt xa các đại môn phái tiếng tăm lẫy lừng khác. Vì đặc điểm này, cốc vũ ổ có cảnh đẹp tuyệt mỹ, diện tích không lớn, tất nhiên là không thể nào so được với canh thần tiên phủ. Đệ tử ở cốc vũ ổ cũng không nhiều lắm, đa số đều đam mê làm ruộng, là một môn phái tu tiên mà quan hệ giữa các đệ tử êm thắm hiếm thấy. Bọn họ về đến cốc vũ ổ, đầu tiên là nhìn thấy đồng ruộng lớp lớp xanh, điểm không giống với ruộng của người phàm là những bùn đất có nhiều sắc màu khác nhau, màu sắc thực vật cũng kỳ lạ. Đây là linh cốc thông thường, những người trồng trọt ở đây đều là đệ tử ngoại môn. Quý Vô Đoan giới thiệu với cô, Liêu Đình Nhạn cùng những đệ tử cốc vũ ổ đang sắn tay áo đứng giữa ruộng quan sát quá trình sinh trưởng của thực vật, cảm thấy phong cách môn phái này thật khác biệt. Người ta toàn là làm ra điệu bộ tiên bụt gì đó, còn bọn họ làm tụ năm tụ ba làm ruộng. Quý trưởng lão, mọi người về rồi à? Còn có đệ tử chào hỏi bọn họ, chào xong lại tiếp tục canh ruộng. Quý Vô Đoan đưa Đồ Nhi và sư tổ đến trúc lâm u phố của mình, sau đó khó nhọc hít sâu một hơi, vội vã đi tìm ổ chủ với các trưởng lão khác nói rõ ngọn ngành. Ổ chủ và các trưởng lão nghe xong đều xỉu ngang, mọi người đồng loạt xỉu ngang, ai nấy cũng nhào mắt nhìn nhau, đều thấy chân nhũn ra đứng lên không nổi. Ấy thôi thì nói chuyện bằng cái tư thế đó luôn cũng được. Vô Đoan à, ngươi thật sự không lừa chúng ta sao? Cái vị đó thật thật hả? Thật thật là đang ở cốc vũ ổ của chúng ta sao? Ổ chủ nói tới phía sau, giọng nhỏ tới không nghe nổi. Quý Vô Đoan cười khổ. Hay, sao tôi dám lấy chuyện này ra đùa với mọi người cơ chứ? Ấy à, thôi xong rồi, bây giờ chúng ta cho gọi đệ tử chạy mau đi, chạy được một nửa không? Một trưởng lão béo tròn chắc nịch nói. Không được đâu, chọc giận vị ấy là không ai chạy thoát nổi. Một trưởng lão mặt mày phong lưu đào hoa ủ rũ nói. Quý Vô Đoan nhìn dáng vẻ của mấy người bạn tốt, thầm áy náy. Thật ra cũng không cần lo lắng tới vậy, vị đấy có vẻ đối xử rất tốt với Đồ Nhi Đỉnh Nhạn. Chắc ngày ấy chỉ đi ngao du khắp nơi với Đồ Nhi Đỉnh Nhạn, sẵn dịp thì ghé xem thôi. Chỉ cần chúng ta không sơ suất chọc giận ngài ấy thì sẽ không có chuyện gì. Chỉ là tôi cảm thấy mọi người nên căn dặn đệ tử, không được để chúng nó xuồng xã trước mặt vị đấy, tránh chọc giận ngài. Không sai, không sai. Còn nữa, chúng ta nên tới bái kiến một chuyến, nếu không ngài ấy cảm thấy chúng ta bất kính nổi giận thì làm sao? Mọi người bàn luận một hồi rồi đều đi thay bộ y phục đứng đắn nhất của mình, búi kiểu tóc nghiêm chỉnh nhất, mang theo bảo bối quý giá nhất làm quà gặp mặt, sau đó xách lá gan đi gặp Từ Tạng đạo quân trong truyền thuyết. Sau đó, họ nhìn thấy những đệ tử nhỏ tuổi ở cốc vũ ổ đều vây quanh trúc lâm u phố, đều đang đứng xem Đồ Nhi thất lạc lâu năm của quý trưởng lão. Không gạt các ngươi chứ,
Ta đã nói rồi, sư tỷ của ta đẹp cực ấy. Sư phụ ta chỉ có một nữ đệ tử này thôi. Đợi đại sư huynh về thấy sư tỷ chắc chắn sẽ rất vui. Liêu sư tỷ, cái món hạt dưa của tỷ ngon nhé. Sao đệ chưa thấy bao giờ? Cầu vũ ổ nhiều linh vực mà đệ còn chưa có trồng cái này nữa. Một đám đệ tử thân thân thiết thiết, tự nhiên đứng chật cả sân. Quý vô đoàn tuyệt vọng nghe chúng nó díu dít. Còn sau đó, đồ nhi đỉnh nhạn nói. À cái này hả? Tỷ cho đệ một ít, đệ trồng thử đi, có khi lại trồng được ấy. Thật không? Cảm ơn sư tỷ. Sư đệ, chia cho ta mấy hạt nữa. Sư tỷ, sư huynh này là đạo lữ của tỷ, sao huynh ấy lại không nói chuyện? Lưu đỉnh nhạn đùa với chúng. Huynh ấy không thích nói chuyện đâu, mấy đứa đừng có làm ồn, nếu không huynh ấy giận lên bắt mấy đứa đem tới ma vực bán đi đấy. Cả đám đệ tử nhỏ bật cười ha hả, không khí tràn đầy niềm vui. Chỉ có một đám ổ chủ với trưởng lão ở phía sau thì yếu ớt vịn vào khóm trúc bên cạnh, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. Chương 65 Ăn. Tô Hoành Lâm tức tốc chạy về cốc vũ ổ, gặp được sư đệ Dương Thụ Phong cũng đang vội vã quay về ở trước cửa, sắc mặt của cả hai đều có chút do dự và lo lắng. Dương sư đệ, đệ cũng nhận được tin của sư phụ đúng chứ? Dương Thụ Phong gật đầu. Vâng. Chỉ là sư phụ bảo chúng ta về gấp như vậy, không biết trong cốc đã xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta mau chóng về bái kiến sư phụ sẽ biết ngay. Hai người bước vào cửa núi, nhận ra hình như không có chuyện gì cả. Chúng đệ tử trong cốc vẫn ai làm chuyện nấy, mặt mũi cũng không âu sầu gì, còn nhìn họ cười đến là vui vẻ chúc mừng. Hai sư huynh sư đệ hết sức thắc mắc, chúc mừng cái gì cơ chứ? Một sư huynh có vẻ lớn tuổi hơn một chút cười với họ. Liêu sư muội thất lạc lâu ngày của các đệ đã về rồi, đang ở trong trúc lâm u phố của quý trưởng lão đấy. Tô Hoành Lâm và Dương Thụ Phong hết sức kinh ngạc. Hai người họ là đệ tử thân truyền của quý vô đoan, trước kia đã từng gặp Liêu Đình Nhạn. Tuy là không sống với nhau bao lâu, nhưng vẫn nhớ người sư muội đáng thương này. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tuy là nghi ngờ kinh ngạc, nhưng cũng rất mừng rỡ. Sư phụ, nghe nói Liêu sư muội về rồi ạ. Tô Hoành Lâm là nhị sư huynh, mặc một bộ trường sam màu xám lục cực kỳ nghiêm chỉnh nhã nhặn, mặt mũi có nét trưởng thành hơn sư phụ quý vô đoàn một chút. Chàng vừa cùng sư đệ tới trúc lâm u phố, nhìn thấy có hai người đang nằm trên ghế trúc, một nam một nữ. Nữ tử tất nhiên là Liêu sư muội, trông có chút chín chắn, còn nam nhân thì... Ây... Liêu Đình Nhạn nghe thấy tiếng nói thì tháo bịt mắt ra, nhìn thấy hai nam tử đang quỳ mọp trên đất. Từ Mã Tiêu liếc nhìn hai người cũng lười nhác trở mình. Liêu Đình Nhạn cảm thấy có khi ông lớn có kỹ năng buff, người khác nhìn thấy hắn là phải quỳ xuống xỉu ngang. Hai sư huynh, đứng lên nói chuyện đi. Liêu Đình Nhạn quay đầu nói vọng vào trong nhà. Sư phụ, lại có hai sư huynh về rồi. Tới ngay. Quý vô đoan bước từ trong nhà ra, thấy sắc mặt hai đệ tử, vừa bất lực lại vừa buồn cười, chỉ đành bước đến dắt hai người họ vào nhà, giải thích đầu đuôi ngọn ngành. Tử Tạng Đạo Quân đã ở cốc vũ ổ hai ngày, không hề có ý định muốn ra tay, thường thì chỉ ngồi hoặc nằm ở đó. Tuy là lạnh nhạt với người khác, cũng không thích để ý tới ai, nhưng từ ổ chủ tới tất cả những trưởng lão biết rõ thân phận của hắn đều lạy trời lạy Phật. Thái độ của người hòa nhã biết bao, so với cái canh thần tiên phủ bị hắn đạp nát, thì bọn họ đúng là có phước. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ có khi nào Tự Tặng Đạo Quân buông đào thành Phật rồi không. Quý vô đoan có 8 đệ tử, 5 người đầu thu nhận ở Thanh Cốc Thiên. Liêu Đình Nhạn là đệ tử thứ 6 của y, người thứ 7 và thứ 8 thì đến lúc chuyển đến cốc vũ ổ mới nhận vào. Trước đó đã có 3 đệ tử quay về, bọn họ đã từng nhìn thấy Tử Tạng Đạo Quân trong tai ương đó. Vừa về cốc vũ ổ đã thấy vị Tử Tạng Đạo Quân trước kia hủy diệt thế giới đang nằm ngủ trong nhà mình, bọn họ cũng thất kinh hồn vía. Vì vậy mà giờ quý vô đoan đã quá quen với việc dỗ dành đồ đệ. Y an ủi hai đệ tử rồi lại hỏi han họ. Lần này các con ra ngoài có tìm được linh nguyên không? Hai đệ tử đều lộ vẻ ngại ngùng. Ây, cả hai chúng con đều không tìm được. Linh nguyên khó kiếm, bọn họ ra ngoài đã 2 năm vẫn chưa tìm ra tung tích. Quý vô đoan thầm thở dài, cũng không nói thêm gì nhiều mà chỉ bảo. Nếu đã như vậy cũng không cần gượng ép quá. Bây giờ các con đi đường về mệt nhọc, cứ nghỉ ngơi trước đã. Còn nữa, các con cũng đã về rồi, ngày mai phải tổ chức yến tiệc cho Liêu sư muội các con. Nhớ đừng quên đấy. Lúc này hai người mới nhớ tới Liêu Đình Nhạn. Liêu Đình Nhạn vừa nhập môn 3 tháng đã gặp chúng sư tổ xuất quan, rời khỏi Thanh Cốc Thiên, chung sống với nhau không lâu, dù cũng có tình cảm nhưng chẳng sâu đậm gì. Lúc này trong lòng hai đệ tử khó tránh thấp thỏm. Liêu sư muội với cái vị ấy rốt cuộc là thế nào ạ?
Quý Vô Đoan nói, Tử Tạng đạo quân tự xưng là đạo lữ của Đồ Nhi Đình Nhạn. Hai người lại thất kinh hồn vía thêm lần nữa. Cái thân phận đạo lữ này không phải muốn nói là nói, huống hồ gì xuất thân với tính cách của vị sư tổ đó, ai mà nghĩ được là hắn sẽ bằng lòng cho ai đó thân phận đạo lữ chứ. Đừng nghi ngờ nhiều quá. Quý Vô Đoan lấy lại tâm trạng, dạy dỗ các đệ tử. Hai đứa các con phải chăm sóc Đồ Nhi Đình Nhạn tận tình, phải tôn kính Tử Tạng đạo quân. Bình thường cũng đừng đến trước mặt hắn là được. Nhìn thấy hai vị sư huynh hốt hoảng sợ hãi chào mình rồi rời đi, Lưu Đình Nhãn chọc chọc vào vai Tư Mã Tiểu hỏi nhỏ. Bọn họ đều rất sợ ngài đấy. Có ai biết đến tên ta mà không sợ ta đâu. Hình như là vậy thật. Trước đó khi cô còn nghĩ mình là sư nhạn, mà vừa có biết bao nhiêu người nhắc tới cái tên đại ma vương Đông Thành này là cũng khiếp đảm. Bây giờ đến tu chân giới cũng vậy. Hình như cũng chỉ có mình cô không sợ. Lúc cô còn là sư nhạn, nghe thấy biết bao nhiêu sự tinh kinh dị của đại ma vương, nhưng trong lòng cũng không sợ gì mấy. Nghe đến cái tên Tư Mã Tiêu cũng cảm thấy không đáng sợ. Có lẽ là cảm nhận của tiềm thức chăng? Cô kéo cái ghế bố trúc của mình đến gần Tư Mã Tiêu, tựa đầu gần cổ hắn. Tư Mã Tiêu nhắm mắt đưa tay giữ lấy đầu cô, lần ra sau gáy cô nắn nắn. Sao nào? Sợ rồi à? Hi hi hi. Sư phụ bước ra ngoài định hỏi Đồ Nhi có muốn ăn xế hay không, lại âm thầm lặng lẽ quay vào. Nhìn thấy Đồ Nhi và sư tổ thân mật tựa vào nhau giống như hai đứa nhỏ yêu nhau đang trò chuyện, y ngại không dám lại gần. Nhưng y thật sự bái phục Đồ Nhi trước đây vô danh tiểu tốt này. Cô dám hôn trộm Tử Tạng đạo quân, dám ôm eo Tử Tạng đạo quân, còn dám thắt tóc của Tử Tạng đạo quân, can đảm ở đâu ra thế này? Không ít đệ tử của Cốc Vũ Thanh đều đã trở về. So với mấy sư huynh đã từng gặp Tử Tạng đạo quân, họ không biết rõ về thân phận của Tư Mã Tiêu. Những trưởng lão biết rõ nội tình ngoài mặt thì vào họ tới gặp đệ tử vừa tìm lại được của quý trưởng lão, tiện thể cùng vui yến tiệc thắt nối tình cảm. Chỉ là những đệ tử đó đều được sư phụ trưởng bối nhà mình âm thầm tận tình gian dạy, tuyệt đối phải thể hiện thái độ ôn hòa đúng mực, phải có nghĩa đồng môn, ngoài ra không nói gì khác nữa. Yến hội ở Cốc Vũ Ổ vốn trước đây rất qua loa, nhưng lần này cân nhắc tới Tư Mã Tiêu, chúng trưởng lão quyết định tổ chức thật hoành tráng theo quy mô của canh thần tiên phủ trước kia. Chỉ là Quý Vô Đoan cảm thấy còn không được thỏa đáng, đích thân tới hỏi Lưu Đình Nhạn. Lưu Đình Nhạn vừa nghe liền nói, nếu vậy thì cũng không cần mất công làm gì, mọi người cùng ăn đồ nướng là được rồi, còn có nhiều vị nướng lắm, nghe nói các sư huynh sư đệ sư thúc sư bá đều giỏi trồng trọt chăn nuôi, mọi người không cần chuẩn bị quà gặp mặt gì đâu, trong đồ nhà nuôi trồng tới là được rồi. Lưu Đình Nhạn cũng sợ hãi mấy người đồng môn này. Đâu hôm trước, một đám trưởng lão bảo tới đưa quà gặp mặt, nhìn thấy thứ quà đó, suýt nữa cô nghĩ rằng ông lớn Tư Mã Tiêu là thủ lĩnh của băng cướp khét tiếng nào, khiến những người này phải dâng lên ngọc ngà châu báu, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, đúng là giờ khóc giờ cười. Nếu không cân nhắc đến thân phận Tử Tạng đạo quân thì cách thức mở tiệc gắn kết tình cảm Lưu Đình Nhạn nói phù hợp với Cốc Vũ Ổ hơn. Quý Vô Đoan suy đi tính lại, nhìn thấy Tử Tạng đạo quân yêu chiều Đồ Nhi, cuối cùng cũng quyết định làm như Lưu Đình Nhạn nói. Vậy là Cốc Vũ Ổ đã tổ chức một bữa tiệc đồ nướng quy mô lớn. Không phải tất cả mọi người đều từng tận hưởng kiểu tiệc thế này, khá là mới mẻ nên đều nhiệt liệt hưởng ứng. Còn chưa bắt đầu thì đã có không ít người mang nguyên liệu tới. Liêu sư tỷ, tỷ cảm thấy thanh linh qua của chúng đệ quả nào ngon hơn? Hai tu sĩ trẻ tuổi có khuôn mặt giống nhau lên tiếng hỏi. Lưu Đình Nhạn cầm mỗi tay một trái, cắn mỗi bên một miếng cẩn thận thưởng thức, im lặng không nói. Hai sư đệ này đều là đệ tử trực hệ trồng trọt. Họ trồng hai quả thanh linh qua khác nhau. Cả hai là huynh đệ song sinh, tình cảm rất gắn bó. Nhưng họ cũng thích trồng cùng một thứ sau đó so sánh với nhau. Đã có rất nhiều người trong Cốc Vũ Ổ bị ép phải làm trọng tài cho họ. Tiệc đêm này lấy danh tiếng của Liêu Đình Nhạn, tất nhiên là cô cũng phải đỡ chuyện này. Liêu sư tỷ, tỷ thấy thanh linh qua của bọn đệ trái nào xứng danh thanh linh qua hơn? Hai sư đệ lại hỏi tới. Liêu Đình Nhạn chỉ vào lát quả bên trái, cái này ngọt, rồi lại chỉ bên phải, bên này giòn. Ta thấy là gọi là thanh linh ngọt với thanh linh giòn là được rồi. Cả hai nhau mắt nhìn nhau, đột nhiên bật cười lớn, nói cảm ơn sư tỷ rồi chạy đi, sau đó lại đưa tới không ít quả đã cắt sẵn. Liêu sư tỷ, còn đạo lữ của tỷ nữa, nào nếm thử thịt bò tiểu tiên hoàng sư huynh nuôi đi. Bà nãy sư muội nhà ta vừa nêm nếm rồi nướng thơm rồi đấy, mùi vị cực tuyệt. Một vị sư huynh mang thịt nướng tới cho họ, nêm nếm vừa đủ rất thơm nồng. Một sư đệ bê thịt nướng thèm thuồng.
Liêu sư tỷ mau nếm thử đi, sư huynh dễ gì mà chịu giết bò tiên quý giá của huynh ấy để ăn đâu. Mớ thịt bò này bọn đệ còn khó mà ăn được đấy. Nói rồi liền đẩy phần ăn tới trước mặt Tư Mã Tiêu. Sư huynh cũng ăn đi. Hành động này khiến mấy vị trưởng lão bàn bên đang giả vờ uống rượu dựng cả tóc gáy. Họ lo rằng những đệ tử không biết rõ ngọn ngành mạo phạm Từ Tạng đạo quân, chỉ đành ngồi ở đó rồi để mắt tới. Nhìn thấy cảnh này thì chỉ muốn kéo tiểu đệ tử kia ra chỗ khác bừng đĩa thịt đi gấp. Bọn họ đều biết Từ Tạng đạo quân không động tới mấy món này, lão đầu chọc giận hắn thì biết làm sao đây. Lúc này Liêu Đình Nhạn lập tức kéo đĩa thịt trước mặt Tư Mã Tiêu tới chỗ mình. Phần của huynh ấy cũng là của ta. Dù gì thì bạn trai lớn quyền cũng không ăn. Hắn chính là một tiểu tiên nam, không nhuốm hồng trần khói lửa, ăn gió uống xương cũng sống được. Chúng trưởng lão thầm thở phào. Tiểu đệ tử ngưỡng mộ nói: Wow, tốt thật đấy. Có đạo lữ là có thể ăn hai phần. Đệ cũng muốn có đạo lữ. Liêu sư tỷ, đạo lữ tìm có khó không? Liêu Đình Nhạn ngẫm nghĩ: Chắc cũng không đâu. Cô có tìm đâu mà đạo lữ cũng tự tới đó thôi. Đúng là hàng tặng. Tư Mã Tiêu mỉm cười, cái kiểu cười có ngụ ý không rõ ấy, làm Liêu Đình Nhạn thấy lạ kỳ mà liếc nhìn hắn. Tiểu đệ tử lại nói: Thật không? Vậy sao nhiều sư huynh không tìm được đạo lữ vậy? Sân tiệc nướng đột nhiên vang lên một loạt những tiếng ho. Mấy vị sư huynh FA kéo bầy đứng canh cái vỉ nướng, mạnh ai nấy tự nướng đồ mình mang tới, nghe thấy đều thoáng đắng lòng. Nữ đệ tử của cốc vũ ổ ít lắm ai ơi. Mấy nữ đệ tử môn phái bên ngoài thì toàn thích đám kiếm tu với pháp tu, dùng kiếm các thứ. Còn thể loại như họ hoàn toàn không được để mắt tới. Hơn nữa đa số đệ tử cốc vũ ổ đều chìm đắm trong việc làm ruộng, không có thời gian mà đi gặp nữ đệ tử. Liêu sư muội, đến thử cốc tiểu đi. Cái này là do ta với sư muội tự ủ đấy. Linh cốc dùng để lên men rượu cũng không giống với những linh cốc thông thường, mà là loại biến dị chúng ta trồng được. Rượu này mùi thơm lắm, uống nhiều cũng không say, dân có lợi cho sức khỏe. Một sư tỷ hiền dịu đến đưa đồ uống. Có 7-8 sư tỷ sư muội cũng tới, mang theo rất nhiều thức uống bồi bổ dưỡng da, cỏ hoa mật và cao hoa các loại. Còn có một sư muội tặng cô rất nhiều son phấn linh thảo thuần tự nhiên, tự tay chế tác, chia sẻ cho cô rất nhiều lợi ích sử dụng. Đến cả mấy vị trưởng lão bên cạnh cứ nghe lén họ cũng đi qua đưa một vại mật ong lớn. Mật ong này rất khó kiếm, đều là hoa mật liễu linh thuần túy. Trước kia sư phụ ta đòi nặng nặc cũng chẳng được bao nhiêu. Đúng là Liêu sư muội đáng yêu, sư bá mới không tiếc. Một đệ tử chả biết chuyện gì, chỉ coi như sư bá của mình lâu lâu mới có dịp hào phóng, cười nói mấy câu đã bị vị trưởng lão kia xách cổ lôi đi. Vài sư huynh sư đệ đứng bên cạnh vì nướng vẫy gọi: Mấy món chay này cũng đặc biệt lắm, sư muội có muốn thử không? Liêu Đình Nhạn đi tới mang về không ít đồ chay. Một sư đệ hỏi cô: Sư tỷ, đây là dưa lưới đệ trồng, tỷ muốn nướng ăn thử không? Ngon lắm đấy. Mấy sư huynh ấn nó ngồi lại, lần lượt nở nụ cười với Liêu Đình Nhạn. Khẩu vị của thằng nhóc này không giống chúng ta đâu, muội đừng có nghe nó. Sư Điệt, nào, tới thử vịt nướng đi. Ổ ta nuôi nhiều vịt hoa xanh lắm, thịt tươi mềm, thượng phẩm đấy. Đến tương hương ký cũng phải tìm chúng ta lấy hàng đấy. Lại có một vị sư thúc mang vịt tới. Liêu Đình Nhạn nghe thấy thì ngạc nhiên. Vịt sốt của tương hương ký được nuôi trong ổ sao? Còn thích ăn vịt sốt ở đó nhất. Đúng vậy, vịt sốt cô thường mua ở Hạc Tiên Thành Ma Vực chính là hàng nhập khẩu từ tương hương ký của tu chân giới. Trong cái thời đại mà nguyên liệu tăm tối tung hoành ở Ma Vực, cô đã sống được lâu tới vậy là nhờ vào vịt sống cả. Không ngờ duyên phận của cô với sư môn lại sâu đậm tới vậy. Tự dưng lại vì đĩa thịt sốt là sinh ra cực nhiều cảm tình và cảm giác thân thương với cốc vũ ổ. Đó là vịt sốt cô ăn nhiều năm nay đấy, lại là sư phúc nuôi cơ. Tư Mã Tiêu cảm nhận được sự kích động trong lòng cô, lông mày khẽ động đậy. Sao mà cảm giác thân thương của cô dễ dãi vậy chứ? Wow, ở đây nhiều đồ ăn ngon như vậy, toàn là rau củ quả, thịt cá, trứng, sữa hữu cơ, mình thích ghê luôn á. Sư thúc nghe cô nói vậy liền vui vẻ cười lớn. Thích ăn thì ta bắt thêm cho con, lần tới còn muốn ăn nữa thì cứ tự ra vần hồ ở hậu sơn mắt là được. Nói đến đây y lại hơi thu lại nụ cười. Chỉ tiếc là mấy năm nay linh khí ở hậu sơn không dồi dào như trước nữa, mùi vị của vịt hoa xanh cũng không bằng lúc trước nữa rồi. Liêu Đình Nhạn đang cạp vịt thì khựng lại. Sư thúc, có chuyện gì vậy ạ? Vị sư thúc này không hề biết về thân phận của Tư Mã Tiêu, nghe sư điệt mới hỏi liền giải thích. Chuyện linh khí tiêu tán đã là hiện tượng bình thường rồi,
Có lẽ là do ảnh hưởng của địa mạch, có lẽ là linh khí khô cạn, cũng không biết Vân Hồ có nuôi được vịt hoa xanh bao lâu nữa. Nếu linh khí còn giảm nữa thì ta phải tìm nơi khác cho đám vịt đó thôi. Nhưng mà làm gì dễ tìm được nơi tốt như vậy? Không chừng ăn được mấy năm nữa thì đám vịt hoa xanh kia cũng chẳng còn. Các trưởng lão cố gắng ra dấu cho y, muốn khiến y mau cầm miệng rồi cút đi. Nhưng vị sư phụ này hoàn toàn không chú ý tới sư phụ của mình và một nhóm trưởng lão ở đằng sau giật giật khóe mắt. Gần đây vì chuyện này làm y buồn phiền, bị hỏi tới là không tránh khỏi nói tới nói lui mấy câu. Có cái ổ chủ với các trưởng lão đều đang nghĩ cách đợi tìm được linh nguyên, chôn xuống khoảng hậu sơn đó lâu ngày dài tháng, có khi có thể mọc ra được linh mạch mới, là có thể tạm dừng linh khí tiêu biến. Tiếc là linh nguyên quý hiếm không dễ gì tìm được, cả đám đệ tử trưởng lão tìm tới tìm lui trăm phương ngàn kế vẫn không tìm được. Liêu Đình Nhạn mặt mày nghiêm túc, đây không phải chuyện nhỏ đâu, nếu vì sốt ngừng sản xuất thì nghĩ thôi cũng khó chịu. Từ Mã Tiêu đưa tay đỡ lấy chán, sư thúc lại phất tay, nhưng mà mấy chuyện này không liên quan tới mấy tiểu bối bọn con, đã về rồi thì cứ ăn uống thỏa thê đi, nào, ăn nhiều một chút. Tối hôm đó Liêu Đình Nhạn đã ăn rất nhiều, linh khí tích được từ số thức ăn đó cũng khiến cô thấy hơi no. Ăn no rừng mỡ, lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Liêu Đình Nhạn túm lấy tay Từ Mã Tiêu. Ông lớn, ngày thấy có cứu được mấy con vịt ngon linh khí hậu sơn không? Được. Thật sao? Nhưng mà có phải cách giải quyết khó khăn lắm không? Từ Mã Tiêu bảo cô lấy hộp đồ trang sức ra, kéo ra một ngăn, lấy từ trong ra một sợi dây chuyền chuỗi hạt. Trong ánh mắt nghi ngờ của Liêu Đình Nhạn, hắn chỉ vào sợi chuỗi được xỏ từ 88 hạt kia. Đây chính là linh nguyên mà bọn họ tìm mấy năm cũng không tìm được một hạt. Lấy hai hạt là đủ dùng rồi. Ây cha, vậy mà trước đó cô còn chê cái chuỗi này xấu xí cơ đấy. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.